Nếu mà người ta bán template đó thì không gọi là lùa gà, nhưng mà người ta bán course á, coaching này kia thì nó lại gọi là kinh heo. Right, very funny. Hello mọi người, mình là Mai Học Tập. Mình là Huy Đào. Đây sẽ là một cái show có tên là chưa kịp đặt tên. Mai sẽ là host và Huy sẽ là người tham gia trong cái show này. Thì trong cái show chưa kịp đặt tên này, chúng ta sẽ nói chủ yếu về chuyện kinh doanh online, kiếm tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân. Kinh doanh online là chính, tại vì kinh doanh online là cái mảng nó bao gồm những cái còn lại, chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân này kia nó để nó bổ trợ cho cái chuyện đó. So, rồi show này có khúc nào nói về nghề nghiệp đúng không anh? Có thể sẽ có những cái nói về nghề nghiệp, đặc biệt là nghề marketing, ngành, những ngành học. Ok, anh giới thiệu sơ cho mọi người về cái công việc hiện tại của anh được không? Công việc hiện tại thì mình là một con người kinh doanh, mình kinh doanh rất là nhiều, nhưng mà cái công việc hiện tại chính full time của mình là mình làm giàu bằng cách dạy cho người khác làm giàu. Người ta hay có cái tabu á, kiểu như mấy thằng làm giàu, thằng lùa gà này kia. Yes I am 100%. Hồi xưa là mình làm cái này part time thôi, còn giờ là mình tập trung full time luôn. Hồi xưa thì lúc mà mình kinh doanh thì mình kinh doanh online, mình kinh doanh những cái ví dụ như là dropshipping nè, xong rồi mình bán hàng trên eBay nè, xong mình bán hàng trên Amazon nè. Ok, giờ cho anh 5 giây đi. Tóm tắt một câu, sử dụng một câu để nói cho mọi người biết anh là người nghiện kinh doanh. 5 giây nói một câu. Làm sao mà cho nó xúc tích cô đọng nha. Wow. Để mọi người biết anh là người nghiện kinh doanh nè. Ví dụ như ngày nghỉ không có gì làm thì mình sẽ coi về chuyện kinh doanh. Nói chung là mình cảm một câu cũng không biết mà phải nói như thế nào nữa, nhưng mà cơ bản là nó may mắn là cái chuyện kinh doanh nó kiếm ra tiền, chứ còn nếu mà không kiếm ra tiền thì maybe mình cũng làm cái công việc đó trong khi nó không kiếm ra tiền. Thì em coi story thấy là hôm bữa anh có đăng một cái tập, một cái màn hình coi YouTube. Hôm bữa anh có coi cái gì hay không, share cho mọi người với. Thì thường thường á, nói chung là những cái mà mình hay coi là mình coi về kinh doanh. Ví dụ như trong cái, thật ra là trong cái năm nay nè, là mình giảm cái chuyện coi về kinh doanh lại, mình coi về sức khỏe, tại vì nó là một trong những cái mình quan tâm hơn một xíu. Nhưng mà mình coi về kinh doanh chủ yếu. Ví dụ như cái mà em vừa mới share thì anh coi về thằng đó tên gì quên mất tên này, Andrea, không phải tự nhiên quên mất tên đó rồi. Thôi, để cái tên này đây là... để cái tên này đây. Đó là một trong content creator kiểu rất là lớn và bên nước ngoài, và anh coi nó là tại vì nó có trong kinh doanh nó có nhiều cái, ví dụ như thiên về marketing và thiên về cái chuyện mà xây dựng cái sản phẩm, thì đây có thể là một cái góp ý dành cho mọi người là ví dụ như khi mà mọi người bị mất cái inspiration để mà làm cái gì đó, thì mọi người có thể hòa mình vô trong cái môi trường đó để tìm lại cái inspiration. Trong trường hợp của mình nha, là dạo gần đây mình bị mất đi cái lửa trong cái chuyện mà làm nội dung. Kiểu đôi khi mình làm không biết là nó tại sao mình làm nữa, kiểu nó bị lost, cái cũng không có cái gọi là cái lửa để mà làm cho cái nội dung nó thiệt là hay, nó thiệt là xúc tích hay là này kia kia nọ, cảm giác hơi lười kiểu vậy. Thì một trong cái mình làm là mình sẽ coi cái nội dung về cái chuyện mà về mình hòa mình vô trong những cái môi trường mà nó có nhiều content creator, họ tiếp tục họ nói về cái chuyện content đó. Sẽ có một lúc nào đó em hơi ngán, đúng không? Ví dụ như em đi, em làm nội dung nhiều, nhưng mà sẽ có một lúc nào đó em sẽ ngán về cái chuyện làm nội dung. Đúng không? Sẽ ngán xong rồi kiểu không biết là làm thế nào hết. Thì nếu mà em coi, trong trường hợp đó, nếu mà em coi những cái podcast về cách làm nội dung, về cách nó làm như thế nào cho nó hay á, thì tự nhiên em sẽ cảm thấy là em đang phát triển bản thân em. Một khi mà em cảm thấy em đang phát triển bản thân em thì tự nhiên em muốn làm nó nhiều hơn nữa. Vậy thì qua cái ngày chủ nhật bữa vừa rồi á, anh cảm thấy là anh có lửa làm nội dung lại chưa? Yes. Không, nó cũng không có lửa làm nội dung. Tại vì cái podcast nó dài, nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà anh cảm thấy là nó tạo ra cái lửa cho anh phát triển bản thân anh tốt hơn. Tại vì thằng đó là nó giống như là đồ đệ của Andrew Tate. Dành cho các bạn nào không biết thì mình cũng rất là thích Andrew Tate. Một người bị khá là gây tranh cãi trên mạng, nhưng mà nói chung là. Và có một cái nữa, lý do tại sao mà anh coi thằng đó, mặc dù là cái đó nó hơi bị 4-5 tháng trước rồi. Tức là thằng đó bị cancel. Bị cancel tức là thằng đó bị ban ở trên Twitch. Mà không biết là Twitch là một cái nền tảng mà streaming rất là lớn ở bên nước ngoài, mà tự nhiên thằng đó đang làm một trong những content creator lớn nhất ở trên Twitch đó luôn, mà không biết tại sao tự nhiên đụng phải cái ban nó.
Thì anh muốn coi thử là khi mà người ta bị ban như vậy thì người ta suy nghĩ gì, người ta phải làm cái gì, người ta thay đổi người ta như thế nào, đúng không? Tại vì cái chuyện ví dụ let's say cái chuyện làm content của mình đi, right, một lúc nào đó maybe có thể không, chúng ta sẽ bị cancel, bị ban giống như vậy, không biết lý do là gì. That's the problem, right? Không biết lý do là gì. Ví dụ như mấy hàng đó nó ban, nếu mà nó biết trước là nó chuẩn bị ban rồi, bị kích ra khỏi platform rồi, thì nó đã adjust cái chuyện đó rồi. Nhưng mà vấn đề tụi nó bị ban như vậy, tức là tụi nó không biết là cái chuyện đó xảy ra. Mà nếu mà đó là một cái mà nó dính đến câu hỏi phía sau của em, nhưng mà nó có những cái rủi ro mà mình không biết. Và khi mà cái rủi ro đó xảy ra thì mình phải adjust nó như thế nào. Yeah, so coi nó khá là hay. Ok, nếu mà nhắc đến rủi ro thì em hay nghe người sếp đầu tiên của em nói á, là làm gì cũng phải nhìn trước rủi ro. Thì em không biết là cái mô hình kinh doanh hiện tại của anh á, anh đã nhìn được rủi ro của nó chưa? Chưa. Đó là cái vấn đề. Tại vì cái này nè, đối với anh á, cái rủi ro là cái mà em không biết trước được. Chứ nếu mà em biết trước được, em chuẩn bị trước cho nó thì nó không còn là rủi ro nữa. Thật á? Đúng rồi. Nhưng mà em nghe người ta bảo là một mô hình kinh doanh mà không có rủi ro là một mô hình kinh doanh toàn là rủi ro. Em biết ai nói với em câu đó không? Không. Anh đó hả? Anh nói. Anh không nhớ nữa. Anh không nhớ là nó trong cái trường hợp nào. Đôi khi là nếu mà quay trở lại cái trường hợp đó, anh sẽ hiểu cái lúc đó anh nói cái gì. Nhưng mà vấn đề là cái rủi ro là cái mà em không biết trước được. Chứ thật ra nếu mà em đã biết trước được cái chuyện đó, cái rủi ro đó, thì em đã chặn cái rủi ro đó trước ngay từ ban đầu thì nó không còn là rủi ro nữa. Đúng không? Lấy cái chuyện là bằng đại học vừa rồi, đúng không? Bằng đại học vô dụng vừa rồi. Cái ví dụ anh nhìn vô cái business của anh á, anh không thấy rủi ro nào ở đâu hết, đúng không? Kiểu như cái cost nó gần như là không có, cái profit, cái lợi nhuận của nó quá cao. Tất cả những gì mình cần làm là làm video, I don't see any risk, đúng không? Không có rủi ro nào trong đó. Tự nhiên đùng một phát, tự nhiên một cái video đó mà mình làm từ một năm trước rồi, cái tự nhiên mọi người lo ra, xong rồi đùng rồi cancel culture, xong rồi kiểu giống như là làm giống như là anh là founder của một cái hội nhóm tiêu cực kiểu này kia, đúng không? Nhưng mà có ai nghĩ cái chuyện nó sẽ xảy ra không? Right. Không ai nghĩ cái chuyện đó. Tại vì nếu mà biết trước cái chuyện đó sẽ xảy ra là mình đã có thể làm những cái khác để mà mình. Và cái nữa là cái rủi ro nữa, là ví dụ như anh biết là sẽ có những người họ sẽ tấn công thế này thế kia thế nọ rồi, đúng không? Đó là cái rủi ro. Tức là sau khi cái chuyện nó xảy ra rồi thì anh thấy cái rủi ro. Và khi anh thấy rủi ro thì anh sẽ ngay từ lúc này, khi mà anh đang nói chuyện với em, anh đang lên kế hoạch, những cái kế hoạch để mà anh, khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra nữa, nó anh sẽ biết cách xử lý nó tốt hơn. Thì nó không còn là rủi ro nữa. Cái rủi ro nữa là những cái anh không biết nữa trong tương lai. Ok. Đúng không? Đó là những cái không biết nữa trong tương lai. Anh có thể đoán được, nhưng mà nó... Mình không biết. Ok. Vậy là kinh nghiệm của anh là cứ đâm đầu, lao đầu phía trước làm, đúng không? Đúng rồi. Tại vì em không biết được cái rủi ro nó nằm ở đâu hết. Cho nên cái cách duy nhất để em phát hiện ra cái rủi ro là cái gì, em phải làm. Đúng không? Em bắt buộc em phải làm, xong rồi khi mà cái rủi ro nó hiện hữu ra thì mình sửa nó. Ok. Mà nói về cái vấn đề đó chính là đâm đầu vào làm thì mới biết rủi ro. Đâm đầu vào làm thì mình biết mình sai để mình cải tiến á. Thì tại vì em cũng là một micro KOL nhỏ nhỏ thôi. Thì em cũng có một tệp followers, thì các bạn đấy cũng nói hay hỏi em là bắt đầu như thế nào, làm như thế nào, làm như thế kia. Và các bạn kiểu như là kiểu cứ hay hỏi bắt đầu thay vào việc là các bạn phải dấn thân vào để làm á. Thì em không biết là anh sẽ trả lời như thế nào để push các bạn để làm, tại vì em push mà không được. Rất là nhiều người, xong rồi kiểu như thậm chí là người thân trong gia đình này kia cũng hỏi là làm thế nào, kia. Anh lúc nào anh cũng nói vậy nè, là quay video đi, đăng lên trước đi rồi tính tiếp. Doesn't need anything else. Mày cứ đăng video đầu tiên lên đi, video đầu tiên lên trước đi, xong rồi gửi cái account đó cho tao, xong rồi tao nhìn vô trong chuyện đó. Và phần lớn là không ai làm hết á. Phần lớn là không ai làm hết. Và cái này á, anh boss cái giai đoạn mà anh muốn thúc người ta để người ta thành công rồi, em hiểu không? Mình không thể ép người ta được. Người ta phải tự ép bản thân người ta. Kể cả em, kể cả anh, mình không thể ngồi đây để mình kêu là mày phải làm như vậy để mà mày thành công. Mặc dù là mình biết cái đó tốt cho người ta, mình biết cái đó working, nhưng mà trong đầu người ta không có cái đó thì cá nhân người ta sẽ không có làm. Ý là người ta biết rất rõ cái việc là người ta làm nội dung, người ta làm personal brand, chắc chắn người ta có thể sale, người ta bán hàng, người ta kinh doanh được. Và để theo anh là tại sao người ta biết cái lợi nhuận của nó nhiều như vậy rồi mà người ta vẫn không làm?
nói về kinh doanh online hay là nói về những cái xây dựng thương hiệu cá nhân này kia? Tại vì làm nội dung là có thể kinh doanh là có tiền đó, mà tại sao họ vẫn không làm? Tại vì đầu tiên là người ta sợ, cái đơn giản nhất là người ta sợ ở đây là người ta sợ ý kiến của mọi người xung quanh. Chúng ta sợ mọi người xung quanh chúng ta đánh giá vô là mày nhìn stupid quá, tại sao mày làm này, tại sao mày làm kia, right? Cho nên là cái thứ nhất là cái người ta sợ, và cái thứ hai là anh nghĩ là cái nỗi đau người ta đang chịu đựng nó không có đủ lớn để khiến cho người ta hành động. Tức là người ta kêu là người ta muốn làm giàu, nhưng mà nếu mà người ta không giàu á, ta vẫn ok. Hiểu. Nếu người ta không giàu người ta vẫn ok. So người ta kiểu như ta muốn làm giàu, ta muốn có tiền, thế này thế kia nọ, nhưng mà người ta cái action của người ta không có đó. Cái thời mà lúc mà anh mới tốt nghiệp đại học á, xong anh ra kinh doanh online, làm dropshipping này kia, xong hết tiền, lúc đó là còn mấy chục đô trong túi. Quyết định lúc đó là một là gọi điện về cho mẹ xin tiền thêm, còn hai là phải tự đi làm kiếm tiền. Mà lúc đó là tại vì anh cắt hết tất cả những cái công việc nào mà anh kêu là giống như là anh lên một level mới, đúng không? Kiểu như ta sẽ làm những công việc là kiến thức rồi kinh doanh rồi làm cho trường đại học, và tao thấy này thế kia nọ, right? Mình không thể nào mà mình trốn trong cái chuyện là tao làm những cái công việc cao cấp này kia nhưng mà không có tiền. Cho nên bắt buộc lúc đó là anh phải quay trở lại anh làm bởi vì lao động, là anh đi làm phục vụ ở cái nhà hàng sushi kia. Và cái lúc mà quay trở lại cái nhà hàng sushi đó là cái lúc mà bắt đầu lao động chân tay này kia, là cái lúc mà cái nỗi đau nó quá lớn, hiểu không? Kiểu như là đã ghét làm công việc lao động. Anh biết là nhiều người nha, họ thấy cái chuyện mà đi làm lao động chân tay này kia, nói lao động chân tay thì cũng không đúng, nhưng mà nói chung là có những cái công việc, ví dụ như phổ biến vô sinh đi, ví dụ đi làm bưng phở rồi đi này kia kia nọ, thì người ta cảm thấy cái công việc đó ok, không có gì nó không có gì đó là nó quá mà đáng xấu hổ. Yeah. Anh cũng không muốn nói là mọi người làm những cái công việc đó là đáng xấu hổ, it's your life. Đối với anh thì anh không chấp nhận cái chuyện đó với anh được. Cho nên khi mà anh bị rớt vô cái hoàn cảnh đó lại, cái nỗi đau mà anh chịu đựng nó quá lớn, nó khiến cho anh hả hành động rất là nhiều luôn. Anh apply CV, rồi anh đi gọi, anh đi phỏng vấn, anh đi rất là xa, anh đi phỏng vấn để mà tìm được một công việc văn phòng, để mà thoát ra khỏi cái môi trường đó. Lúc đó anh có vé máy bay đi về Việt Nam, anh bỏ luôn. Kiểu fuck it, I'm gonna find a job as soon as possible. Cái nỗi đau lúc đó rất là lớn, khiến anh hành động rất là mạnh mẽ, tôi đéo cần quan tâm tới mấy anh khác. I give a fuck about you. Ok, anh có thể chia sẻ với mọi người là một số công việc anh từng làm qua lúc mà còn là du học sinh bên Úc á. Cuốn sushi, làm chef, xong rồi một công việc vô chiên chả giò. Mà vô chiên chả giò đem chiên kiểu làm một tháng bị chửi quá, nghỉ. Anh có đi làm delivery, xong rồi anh có làm trong trường. Cái đó là giống như là anh gọi điện về cho các bạn học sinh ở sinh viên, học sinh sinh viên ở Việt Nam mà đăng ký vô trường để mà tư vấn, để mà kêu các bạn đó đăng ký tham gia. Nó giống như là kiểu như hướng nghiệp. Nói hướng nghiệp thì hơi ghê quá, nhưng mà là kêu là các bạn em nên học ngành này, hay là em nên đóng tiền như thế này, trường nó như thế này thế kia nọ, nó có cái này, khi mà em qua thì em nên tham gia vô câu lạc bộ này kia kia nọ. Right. Xong rồi làm marketing, xong rồi làm delivery, xong rồi làm Amazon. Yeah. Thì em cảm thấy là anh vừa kể là anh qua, xong rồi anh đi làm mấy công việc kiểu như là rửa chén, rồi cuốn sushi, rồi làm bếp, chiên chả gió, xong rồi đùng một cái anh lại đi về kiểu tư vấn hướng nghiệp á. Thì em không biết là cái bước ngoặt nào mà anh kiểu như là từ công việc, ở đây em không đánh giá nha, nhưng mà có cái bước ngoặt nào mà anh từ cái công việc là làm tay chân như vậy mà anh lại quay về hướng nghiệp được? Bạn, connection, relationship. Đó là lý do vì sao mà anh khuyên mọi người là đặc biệt là các bạn sinh viên, phải không? Ví dụ như khi mà các bạn vừa mới vô trường, cả các bạn sinh viên hay là du học sinh, khi mà các bạn vô trường các bạn phải tham gia vô nhiều cái câu lạc bộ. Thì cái lúc mà anh vô, anh không có tham gia câu lạc bộ, tại lúc đó anh siêu ghét mấy câu lạc bộ, mắc cười fucking bullshit. Nhưng mà thật sự là chỉ có những thằng nào đó giỏi nhất và nó active nhất thì thường tụi nó sẽ tìm cách để mà tụi nó phát triển bản thân tụi nó lên. Thì một những cái mà tụi nó hay làm là tụi nó vô những câu lạc bộ đó. Đúng không? Thì mặc dù cá nhân anh là anh không có vô câu lạc bộ, nhưng mà anh may mắn là anh chuyển vô một cái nhà mà những cái người trong cái nhà đó họ đều ở trong cái câu lạc bộ. Thì khi mà anh vừa mới chuyển vô cái xong rồi được chắc vài tuần thôi mà mấy người đó lên làm cho câu lạc bộ đó, làm trong cái hội sinh viên Việt Nam ở cái trường mà anh học, đẩy anh lên làm hội trưởng. Anh chưa bao giờ, trước cái ngày mà anh được bầu cử lên làm hội trưởng hội sinh viên, anh chưa bao giờ bước chân vô cái hội sinh viên đó luôn, tại vì không biết,
mình cũng không biết, mình cũng không care, mình cứ nghĩ trong đầu là tao sẽ đi chơi với thằng international rồi thế này kia nọ rồi. Thì đùng cái ngày đó nó kêu là ê trên đó có barbecue rồi, lên trên đó chơi ăn đi, có đồ ăn này kia, ok lên. Xong nó lên cái xong rồi kiểu như là bạn cũng đông, xong rồi mọi người bầu, xong rồi được làm hội trưởng. Thì khi mà làm hội trưởng thì quen thêm được nhiều người nữa, thì có một bạn trong đó có cái job đó và bạn nó chuyển lại làm cái khác và bạn nó đưa cái job lại cho mình. Thì hồi nãy anh nói là cái connection với bạn của anh á, thì em không biết là có phải trong khoảng thời gian đấy á, chơi với những người bạn ở trong câu lạc bộ đó, thì là anh đã mở mang ra cái vấn đề là làm nội dung để kinh doanh không? Không, ngay sau đó anh mới bắt đầu biết tới Gary Vee. Gary Vee là mới bắt đầu là cái nhân mà bla bla này kia đúng không? Tới cái lúc mà Covid diễn ra là cái lúc đây là cái thời điểm để làm. Không phải là nó thời điểm thế nào, tức là nó ở một cái mức mà lúc đó mình phải thú thật với bản thân mình đó, là nếu mà cái lúc này nè mà mình không làm nữa thì không biết là lúc nào mình mới làm luôn. Tại vì lúc nào mình cũng suy nghĩ trong đầu mình là tao không có thời gian, khi mà tao có thời gian tao mới làm. Đúng, phần lớn các bạn cũng vậy, khi có tao có thời gian tao mới làm. Khi cái Covid diễn ra thì ai cũng ở nhà, là mình biết chắc chắn 100% là cái lượng view ở trên mạng, tại vì lúc đó mình kinh doanh online, mình biết là người ta mua hàng online rất là nhiều, tức là tất cả mọi người đổ lên online hết, đúng không? Mà cái đó nó vô một cái tình trạng mà mình không thể nào mà mình tự lý do lý cháu là mình không làm nữa, cho nên là yes, do it. Thì em mới biết anh khoảng gần đây thôi, thì em mới thấy được là cái việc anh làm nội dung á thật sự rất 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 là hiệu quả cho cái việc kinh doanh của anh, đúng không? Nhưng mà vậy thì trước đó lúc mà cái dịch mà anh làm nội dung á, nó có phục vụ gì cho công việc kinh doanh của anh không? Không. Nhưng mà anh vẫn làm. Không hề, mình biết là nó sẽ kiếm ra tiền cho mình, nhưng mà lúc đó mình không biết là mình kinh doanh cái gì hết. Nhưng mà mình biết chắc chắn 100% là cái chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân này là nó đúng. Chuyện gì làm anh chắc chắn 100% như vậy? Thì mình thấy rất là nhiều rồi. Lấy ví dụ Kylie Jenner, right? 300,000 follower. Trước đó đâu có ai nghĩ đó là business gì đó. Người ta chỉ nghĩ là nó này là influencer trên mạng này kia kia nọ. Thì cái lock cái business là bán cosmetic lên, trở thành một trong những entrepreneur xuất sắc nhất thế giới. Xong mình nhìn vô cái chuyện đó, mình biết là chắc chắn 100% là cái thương hiệu cá nhân này nó sẽ giúp mình trở thành một businessman tốt hơn, kiếm bán được nhiều tiền hơn. Đó, so xong rồi Kylie là The Rock nè, xong rồi bây giờ ví dụ rất là rõ ràng MrBeast nè, lock cái business vô một cái là má tỷ đô, đúng không? Cái khoảng thời gian mà anh start cái mô hình business đầu tiên của anh á, và anh thu lại lợi nhuận rất là nhiều như vậy á, thì anh có thầm cảm ơn Huy Đào của 2 năm trước đã kiên trì và quyết tâm làm nội dung trên social media không? Có, yes. Rất là cảm ơn Huy Đào 2 năm trước đã take cái chance đó. Take cái những cái video đầu tiên. Tại vì những cái đó là những cái khó nhất. Một khi mà ví dụ như anh vừa qua được cái thứ 20, cái 10 thứ 20 rồi, là lúc đó là chắc chắn là cái chuyện làm nội dung nó sẽ tiếp tục diễn ra rồi. Có một cái mà muốn chia sẻ với mọi người là mọi người phải biết cách chọn cơ hội. Kinh doanh online có nhiều cái mà mọi người muốn kinh doanh cái nào cũng được, đúng không? Ví dụ như ở đây mình mới nói, thay vì mình bán course, bán coaching hay là bán digital product này kia, đúng không? Có những cái ví dụ digital product, template cũng là một cái digital product. Mà rất là mắc cười là nếu mà người ta bán template đó thì không gọi là lùa gà, nhưng mà người ta bán course á, coaching này kia thì nó lại gọi là king heo, right? Very funny. Và nếu mà người ta tổ chức một cái khóa học mà người ta tổ chức offline á, nó sẽ đỡ lùa gà hơn là một người ta tổ chức online. The same, cái bản chất của cái chuyện đó là the same, nhưng mà tại vì con người ta cảm thấy là cái chuyện mà làm thế nào mà mày kinh doanh online, mày ngồi ở nhà mày livestream như vậy mà mày kiếm được như đó tiền, it's not fair. Sao người ta phải tìm ra được cái lý do đó để người ta nghĩ là cái đó nó không đúng. But anyway, quay trở lại với cái câu chuyện kia, thì cái mà may mắn là trong cái chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân đó, quay trở lại là cái chuyện là các bạn phải, nếu mà các bạn thông minh giống như mình thì các bạn phải biết chọn cái mô hình business nào đó mà nó ít rủi ro nhất, trong khi cái upside của nó là cao nhất. Dựa vào đâu để anh có cái sense nhìn thị trường như vậy, tức là kinh nghiệm hay là cái cách anh phân tích insight của thị trường? Em không biết là làm sao để anh có thể nhìn được thị trường để thị cho trường ra là cái gì? Cái cụ thể luôn với cái mô hình của anh là cái chương trình mà về xây dựng cá nhân. Đúng rồi, để mình nói sơ cho mọi người nha, là anh Huy Đào có một chương trình xây dựng thương hiệu cá nhân tên là Trại Creator,
và anh giúp rất là nhiều bạn xây dựng thương hiệu cá nhân, trong đó có mình nha mọi người. Và không chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân kiếm tiền các bạn. Chưa, xây dựng thương hiệu cá nhân kiếm tiền nhờ thương hiệu cá nhân. Rất nhiều người họ có thương hiệu cá nhân nhưng họ không kiếm được tiền. Đó, làm sao anh nhìn được cái thị trường đó? Anh khác biệt với những người khác á, là người ta là content creator. Người ta cố gắng xây dựng thương hiệu cá nhân rồi sau đó người ta tìm cách kiếm tiền mấy đó. Anh đi ngược lại. Anh là businessman. Ngay từ ban đầu anh không có ý định là anh kiểu như trở nên nổi tiếng rồi kiểu như là influencer cái này, không chỉ là anh làm business, I wanna make money, and then anh mới nhìn thấy cái thị trường là content creator. Tức là anh nhìn cái chuyện mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân rồi này kia kia nào, anh không muốn nổi tiếng, hiểu không? Nhiều người là cái ví dụ như cái những cái gì mà các bạn đang làm rồi kiểu lên YouTube và lên TikTok và lên này kia, các bạn cool nó thế này kia thế nọ. Còn đối với anh á là anh nhìn nó là cái công cụ để anh kiếm tiền. It's different. Còn các bạn là các bạn muốn trở thành content creator, người ta thiên về làm nội dung, người ta không có thiên về business. Và tại vì người ta không thiên về business, người ta không biết những cái cách để xây dựng business để mà kiếm ra tiền từ cái attention mà họ có. Nhưng mà nhờ đâu mà anh tìm được cái insight đó? Ví dụ nha, tại vì anh làm kinh doanh. Làm kinh doanh thì anh có tại vì kinh doanh đó. Từ trước tới giờ rồi, cái duy nhất, cái từ trước tới giờ lúc nào anh cũng kinh doanh. Cái vấn đề duy nhất của anh đó là anh không có traffic. Và cái chuyện làm thương hiệu cá nhân đó là cái chuyện bổ sung vô trong cái mảng anh làm business đó. Vậy thì bây giờ là tiếp theo, một câu hỏi tiếp theo rất là quan trọng. Mà bây giờ là back lại cái vấn đề hồi nãy anh có nói đến một cái cụm từ, tức là upscale cái mô hình của mình lên á. Scale nó lên. Thì em không hiểu là, tức là anh nói là mình phải tìm được cái mô hình, tìm được cái thị trường để có thể scale nó lên á. Thì em không biết là anh tìm như thế nào. Em chưa hiểu rõ cái cụm mà scale cái mô hình nó lên á. Tức là cái business model đó nó phải lean, nó phải đơn giản và nó em dễ scale. Let's say là em mở một quán cà phê, đúng không? Và bây giờ cái quán cà phê đó nó nhiều đây, một ngày nó bán, let's say nó bán được 20 triệu, tiền tháng kiếm được là 600 triệu, tiền này tiền kia thì let's say là kiếm được 100 triệu, mấy em triệu. Sẽ tới một lúc em có thể tiếp tục em marketing, em sẽ làm thế này thế kia thế nọ cho cái quán nó đông hơn, nhưng mà tới một mức độ nào đó nó sẽ bị, em sẽ không có chỗ để em nhét thêm khách nữa. Thì lúc này cái cách duy nhất để mà em kiếm thêm tiền là em phải mở thêm quán. Cứ mỗi lần em mở thêm quán, cái chuyện mà em phải đầu tư vô cái quán đó, em phải training người ta, em phải thế này thế kia thế nọ, nó rất là cực. Nó vẫn require rất là nhiều tiền và cái độ mà người ta scale lên nó sẽ rất là chậm so với cái chuyện là khi mà bán digital. Anh không có cần, ví dụ như nếu mà hôm nay anh bán được 10 cái thì hôm sau anh bán được 1.000 cái. Đó là một cái gap rất là lớn. Không có gì thay đổi. Đúng không? Ok. Tao gửi cho mày đường link, that's it. That's it. À, cái này. Người giàu á là người họ biết chọn cái leverage, chọn những cái high opportunity, better opportunity. Cái chuỗi tam giác đó, cái ở dưới á là công sức, là sức người. Cái giữa là tiền, cái trên cùng á là media và code. Tức là như nè, ví dụ như trong trường hợp quán cà phê, đúng không? Thì em phải thuê thêm người. Ví dụ như em muốn bán thêm nhiều cà phê, em phải thuê thêm thằng để nó làm phục vụ, em thuê thêm này kia. Đó là em đang sử dụng cái cuối cùng của cái bảng đó, là em thuê thêm người. Cái trên nữa là em dùng tiền, tức là em dùng tiền thay vì em thuê người thì em dùng tiền để em đầu tư cho công ty này, công ty kia, công ty nọ. Mà cái trên top của cái chuyện đó là media. Media là những cái mình đang làm. Làm nội dung. Là làm nội dung. Tại vì nó compound. Nó compound, tấm bạc nó cộng dồn. Hôm nay anh có 3.000 follower, ngày mai anh có 4.000 follower, ngày mốt anh có 5.000 follower. Và cứ mỗi lần anh làm nội dung như vậy sẽ có nhiều người coi hơn, nhiều người coi hơn. Họ cộng dồn. Đúng không? Thế thì theo cách nhìn nhận của anh với những bạn trẻ Gen Z như em không biết là anh có gọi là cái nhìn định kiến gì về Gen Z không, trước khi em đến với câu hỏi tiếp theo. Không, anh không nghĩ là, và thật sự nó là gì nè, nó là một cái gọi là generation things đó. Tức là người ở thế hệ trước thì lúc nào cũng nghĩ là người thế hệ sau nó là soft, là thằng bullshit này kia, right? Ví dụ như ba mẹ anh thì kiểu như mày biết hồi xưa là tao ăn cơm với ngô với bắp rồi này kia, rồi giờ mày ăn cái này mày chê này kia, đúng không mày làm việc không. Mà thật sự là mình cũng thấy là ba mẹ mình làm việc nó cực thiệt. Tức là cái thế hệ trước lúc nào không cảm thấy là cái thế hệ sau nó soft. Em chỉ muốn nói là các bạn Gen Z bọn em á hầu như bây giờ là không thích đi làm công, không thích đi làm văn phòng, rất là thích kinh doanh, rất là thích làm KOL này nào. Nhưng mà bây giờ nói về kinh doanh đi, thì đặc biệt là như anh đang nói là có một cái lĩnh vực là kinh doanh sản phẩm digital. Và em thấy nó rất là tiềm năng. Thật sự là nó chưa phổ biến ở Việt Nam.
xung quanh em chỉ có một vài người thôi. Yeah. Thì em không biết là thứ nhất là anh nhận định như thế nào về thị trường bán sản phẩm số. Cái thứ hai là Gen Z bọn em bây giờ bắt đầu với sản phẩm số thì khả năng cao là sau này bọn em có thể trở thành triệu phú, tỷ phú được không? Tất nhiên. Nhận định trước đi. Nhận định trước. Anh nghĩ về thị trường nha, anh nghĩ là đây không phải là cái gì đó mới. Thật ra digital nó có nhiều loại. Tại vì khi mà mình nói về digital, mọi người sẽ có cái ác cảm với cái chuyện là ví dụ như làm course, làm coaching, làm thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà thật sự nó chỉ đơn giản là những cái gì mà người ta đang làm offline rồi mình đưa lên online, mà nó thuần về online thôi. Cho nên là người ta có cái ác cảm. Nhưng mà thị trường sẽ đổ về online 100%, không thể nào có chuyện nó đi ngược lại được. It's very... Và thật sự nha, người ta prefer online nhiều hơn. Chỉ là người ta, cái cảm tính của người ta trong cái chuyện người ta đánh giá về một cái thị trường đó đôi khi là người ta không thích. Lấy ví dụ là cost đi, một trong những cái mà người ta tabu nhất, right? Thì think about it. Em học cost online, đúng không? Em ngồi ở nhà em học. Em học bất cứ khi nào em muốn, em tua nhanh, tua chậm. Nói chuyện của em. Khi mà em nghe là người ta sẽ bắt đầu người ta đổ về lại offline, người ta sẽ connection. Yeah, nó có, nhưng mà nó chỉ là phần nhỏ. Thị trường nó vẫn đổ về đó. Yeah. Okay. So, câu hỏi thứ hai của em là các bạn Gen Z kinh doanh digital, đó là cái cơ hội tốt nhất, chứ làm sao mà các bạn cạnh tranh ở những cái lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như nếu mà em thi về lĩnh vực sản xuất, làm sao mà em có vốn để mà em sản tạo ra một cái sản phẩm xịn thiệt xịn này kia để mà em cạnh tranh trong thị trường đó. Cái duy nhất mà Gen Z có là cái độ mà họ sáng tạo hơn, họ nhạy với thời đại hơn. Đó là lúc nào cũng là again, nó là general. Yeah. So đó là cái duy nhất để mọi người có thể dựa vô, chứ còn nếu mà dựa những cái khác, tiền, con người, quản lý nhân sự này kia, đâu ra kiến thức đâu ra mà mà cạnh tranh những cái đó. Ok. Có một cái như vậy nè, để em chứng minh cho anh biết là Gen Z nhạy với thời đại như thế nào nhá. Yeah. Anh mất lửa với sáng tạo rồi. Ờ. Bọn em thì vẫn sáng tạo khủng, sáng tạo điên luôn. Yeah. Yeah. Anh nghĩ là không phải là mất lửa. Không phải mất lửa là mất lửa luôn đâu, tại vì nó là cái seasonal, tức là nó theo thời. Cái lúc mà anh coi những cái course về chuyện mà xây dựng thương hiệu cá nhân, về chuyện làm nội dung này kia nọ, thì cái lửa nó tăng lên. Nhưng mà gần đây, tức là vài tháng vừa rồi, là anh coi về cái chuyện kinh doanh nhiều hơn. Cái mindset anh bắt đầu, I wanna do business, I don't fucking wanna do it. Anh không muốn là kiểu như là lên trên mạng rồi tiếp tục và kể những câu chuyện này kia. It's still, nó vẫn là một phần công việc. Anh vẫn cần phải làm những cái đó để mà anh có views, để mà anh có attention, để mà có thể kiếm ra tiền gì đó. Nhưng mà bây giờ anh muốn shift và có cái lĩnh vực khác anh muốn làm, đó là anh xây dựng business. Đó là vì sao mà anh sẽ business, sao mà lock your creator. Yeah. Yeah. Ok, thì có một cái như này nhá, khá là duyên đó. Đó chính là em hầu hết làm việc với toàn là startup không ạ? Nhưng mà anh Huy Đào là kiểu một cái case mà khiến em rất là confused luôn. Chia sẻ với mọi người là những ngày đầu làm việc với anh Huy Đào rất là conflict nha. Rất là hay bị khô video, bị chửi nha mọi người. Bị conflict kiến thức. Tại vì giống như là kiểu như là nghề chọn người anh. Em toàn làm việc với kiểu startup, thì kiểu như là chủ doanh nghiệp. Thì công việc của em là trợ lý nội dung kiểu ghostwriter, nên em sẽ nói chuyện với các anh đấy rất là nhiều. Yeah. Để tìm hiểu về kinh doanh. Thì đôi khi những cái kiến thức của anh làm em bị confused luôn. Ví dụ như những người khác, em khi mà em phỏng vấn họ cách để bắt đầu kinh doanh, thì họ kêu là tìm hiểu thị trường, testing sản phẩm. Còn câu trả lời của anh là làm nội dung. Ví dụ người khác là phải lên plan, phải lên chiến lược, nhìn rủi ro. Còn anh Huy Đào thì mày cứ làm đi. Yeah. Thì em không biết là, tại vì cái này nè, có chuyện gì xảy ra không? Tức là cái này nè, cái chuyện làm nội dung là cái plan tốt nhất. Tại vì một khi mà mình làm nội dung, mình có follower, mình sẽ test được. Cái mà người ta hay kêu là tao nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là sao? Nếu mà cái chuyện nghiên cứu thị trường đó mà lúc nào nghiên cứu cũng đúng hết, thì làm gì có chuyện mà người ta fail, đúng không? Nếu mà người ta có thể, cái mà nghiên cứu thị trường tốt nhất á, là em bán. Và cái chuyện đó, nếu mà em bán được thì tức là yes, cái này nó đúng. Còn nếu mà em không bán được thì tức là cái này nó sai. Thì bây giờ làm thế nào để mà em kiểm tra được cái chuyện mà em bán được hay không? Tức là em làm nội dung để cho người ta thấy em, rồi khi mà em đăng lên em bán. Tức là cái chuyện làm nội dung là để khi mà em test hay là em lên kế hoạch này kia kia nọ, cái rủi ro nó thấp xuống nhất có thể. Đúng không? Yeah. Ví dụ một ai đó ở đây đi, làm ra một cái chương trình digital. Bây giờ mọi người làm nội dung, mọi người có attention, mọi người đăng lên, mọi người bán. Không bán được, mất gì không? Không. Nothing.
Mà thậm chí ví dụ đó lý do vì sao mà nếu em coi kỹ, ví dụ như các bạn phải lên plan, các bạn phải nghiên cứu thị trường này kia kia nọ, xong người ta đổ một đống tiền người ta tạo ra một cái sản phẩm. Người ta tạo ra cái sản phẩm xong rồi người ta bắt đầu người ta trả tiền để người ta chạy marketing, người ta thế này thế kia thế nọ, để mà người ta lúc đó mới thực sự là người ta test coi là cái sản phẩm người ta có bán được hay không. Nếu mà bán được thì không nói làm gì, nếu không bán được thì sao? Hết tiền. Giống như anh lúc mà anh kinh doanh cái đầu tiên. À vậy là hồi đầu anh cũng plan các thứ dữ lắm. Đó, plan lên chiến lược, lên kế hoạch. Anh bán ví nem mà kiểu như là cái kiểu mà ví rất là đặc biệt thời đó. Cái xong mày bán không được, trả tiền cho quảng cáo nữa. Mà thậm chí là cái mô hình dropshipping là nó đã giảm cái rủi ro xuống, là em không phải đầu tư vô sản phẩm. Mà kể cả khi mà anh chỉ đầu tư vô quảng cáo thôi mà em còn cái rủi ro là em tốn tiền quảng cáo, em không bán được hàng đó, vô sao anh hết tiền trước khi mà anh test được là cái sản phẩm này nó có bán được hay không. So với cái chuyện đó, so với cái chuyện là các bạn lên trên mạng, các bạn làm nội dung, các bạn cho người ta thấy các bạn, rồi sau đó các bạn hô lên, hey, tao có sản phẩm này, giờ muốn mua không? Không ai respond hết. That's it. Nó không phải là cái sản phẩm mà có thể bán được. Okay. Bỏ qua. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo. Nhìn thẳng vào camera giúp em. Nếu có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang muốn kinh doanh và đang trên con đường kinh doanh thì anh sẽ khuyên các bạn gì ạ? Just do it, ok. Just do it, nghe logo của Nike. Nếu mà cụ thể hơn nha, bán hàng đi, bán đi. Đừng lên kế hoạch, đừng có marketing rồi này kia kia nọ. Kiếm một cái gì đó, tìm cách bán đó. Mọi người cứ kêu là marketing đi, rồi branding. Cái branding đó là một cái anh muốn nói, kêu fuck. Ê, công việc hiện tại của em là đang làm branding đó. Chia sẻ với em xíu đi. Cái branding nó được cool hóa lên. Nó được cool hóa lên và cái đó nó chỉ đúng dành cho công ty lớn thôi, nó không đúng dành cho những công ty nhỏ. Tại vì đặc biệt là nếu mà dành cho những công ty nhỏ, công ty mới thành lập, các bạn không có vốn, các bạn không thể nào các bạn trụ được cho tới khi mà cái chuyện branding đó nó xảy ra. Nó bắt đầu nó mang lại tiền. Cái mà người ta cần làm là người ta cần phải bỏ cái chuyện người ta phải bán hàng, người ta phải bắt đầu bán hàng, người ta phải yêu cái chuyện bán hàng đó để mà người ta bắt đầu có tiền về. Khi mà người ta có tiền về, bắt đầu bán được tiền về thì lúc đó người ta mới có một cái business để mà người ta brand. Cái brand nó sẽ giúp cho bán cái sản phẩm đó nó được giá cao hơn. Again, này là một cái dành cho những bạn nào mà các bạn mới bắt đầu business đó, các bạn phải tập trung vào chuyện bán hàng. Muốn kinh doanh, tập bán gì đó rồi xong rồi các bạn những cái sau được. Và nếu mà các bạn muốn bán hàng theo kiểu marketing đó, có một cái nó gọi là direct response marketing. Direct response marketing. Những cái gì mà anh chỉ trong chương trình trại creator đó là thiên về direct response marketing. Tức là một khi người ta nhìn vô cái đó, người ta sẽ trả tiền cho mày. Không có care là cái chuyện nó có tốt, nó có xấu, nó có đẹp, nó có thế này thế kia nọ. Nhìn điều đó, đây sản phẩm đây, nó cái điều nó như thế này, mua hay không mua. Em cũng thích cái kinh doanh kiểu như là làm quảng cáo nhiều á. Ngày xưa cũng hay nhận quảng cáo, nhận booking rồi đó anh. Nhưng mà cảm giác nó không có xứng đáng á. Nói về thì giống như là tấn công những người làm sáng tạo. It's just... Nhưng mà cái này là ý kiến cá nhân của mình. Người ta yêu thích những cái gì đó mà nó không có hiệu quả. Thậm chí là đôi khi là người ta biết là nó không có hiệu quả. Tại vì nếu mà em làm một lần nó không có hiệu quả, em làm hai lần nó không có hiệu quả, lần thứ ba là em bắt đầu em feel là cái này nó không hiệu quả rồi, thì cái mà người ta nên cần là người ta chuyển đi, chứ thay vì người ta tiếp tục người ta đâm đầu trong đó. Đang nói về creative, người ta cứ nghĩ là khi mà người ta lên một cái campaign, người ta có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời, sẽ touching này kia, người ta sẽ bán này. No, cái game đó là cái game nhà đều những công ty lớn. Nhưng người nào mà nhịn kiếm tiền được càng lâu thì cái khả năng mà họ kiếm tiền nó sẽ càng nhiều. Tại vì cái mà họ làm á, tức là anh nhận kiếm tiền rất là lâu, anh nhận kiếm tiền một năm mấy, hai năm. Cho nên một khi mà anh drop cái chương trình trại creator là bảo không nói phiền xem là mua liền. Mà ngay sau khi mua luôn là bạn đó nói với mình là kiểu như tất cả những gì anh nói là em biết 70-80% trên mạng, em vẫn mua anh. So cái mà các bạn làm á là các bạn deposit cái goodwill vô trong cái thị trường. Kiểu như Gary Vee là có jab right hook đúng không? Tức là mày đưa xong rồi mày ask người ta để người ta đưa tiền cho mày. Nhưng mà có một cái nữa là mày cứ đưa. Lúc đó người ta chạy lại, người ta muốn đưa tiền. Tại vì ví dụ khi mà trước khi mà anh làm chương trình trại người ta đi, người ta cứ hỏi là ồ anh có chương trình nào không, có khóa học nào không. Tức là anh thậm chí anh chưa có ask người ta đưa tiền cho anh nữa, người ta vẫn
Đó là nỗi đau của em á. Tức là em biết cái tập followers của em toàn là mấy bạn sinh viên. Thì em mới năm 3, năm 4 thì sinh viên tệp của em nó quá nhỏ đi. Nên là em kiểu như là rất là thích share và muốn các bạn kiếm được những cái công việc mà việc nhẹ và đúng với cái gọi là cái điểm mạnh của các bạn đấy để kiếm tiền. Nên là em hay có cái workshop miễn phí như là hướng dẫn sử dụng Canva, content, rồi xây TikTok, xây thương hiệu cá nhân. Đến một lúc mà em start cái, em cứ làm free. Đến một lúc mà em start cái chương trình mà lúc đó là em bán 249.000 vé vào cổng. Có những người follow em rất là lâu rồi, bạn cũ hẹn ra cà phê rồi đó, rồi em cũng ra em hướng dẫn này nọ. Nhưng mà đến lúc em bán chương trình 249.000, bạn ấy kêu là không xứng đáng, bạn ấy không chốt cái deal đó. Và từ đó em kiểu cảm giác bị phản bội hả? Đó phải cảm giác không? Đúng. Nhưng mà thật sự á là cái mình không có take it personal, đừng take it personal. Cái đó nó người ta cảm thấy không đáng thì người ta cảm thấy không đáng, nhưng người ta nó xịt. Maybe là đối với người khác người ta đáng, đó là vì sao có người mua. Dạ rồi. Thì bây giờ là câu hỏi cuối cùng nha, một câu hỏi rất là quan trọng. Deal nè, offer, direct response marketing. Những cái em không biết là những cái kiến thức, tại vì em cũng đã từng học qua marketing, đọc sách rồi học khóa học, học course này nọ. Thì em không biết là, nhưng mà em chưa từng nghe những cái thuật ngữ mà anh vừa nói, những cái từ, những cái mindset, những cái cách mà anh làm á thì em chưa từng thấy qua. Thì em không biết là anh đã học những cái đó ở đâu ạ? Anh học những cái đó khi mà anh mua những cái khóa học. Và nói này không phải là để thuyết phục mọi người mua khóa học. Nhưng mà có vấn đề là có những thứ mình không, mình không, nó hiện hữu trước mắt mình. Let's say YouTube, everything, tất cả những thứ nào các bạn muốn học trên YouTube có hết. Nhưng mà nó không bao giờ nó hiện hữu trước mặt mình ở cái thời điểm đó. Tức là let's say là cái gì offer, offer là một cái miếng cá mà giống như là anh mở mắt rồi. Wow. Me too. Phải không? Kiểu như các bạn có một cái offer rất là tốt, người ta chắc chắn sẽ mua hàng bạn, bất kể là các bạn có một thằng follower nữa. Ok. So trước đó không phải là anh chưa bao giờ thấy cái chuyện offer đó, nhưng mà mình nhìn qua nó kiểu bypass. Một khi mà mình trả tiền những cái đó, tự nhiên tất cả những cái kiến thức trong cái course đó nó bắt đầu nó trở nên có giá trị hơn, và mình bắt đầu mình pay attention nhiều hơn. Một khi mà mình pay attention nhiều hơn thì tự nhiên Oh wow. Tại sao những cái này trước giờ có trên YouTube tao không coi? Nhưng mà again, nếu mà tất cả mọi người đều lên YouTube và mọi người coi hết thì nó ai cũng già hết trơn rồi. Năm nay là cái năm mà anh có một cái thay đổi nhiều về cái chuyện về cái sử dụng đồng tiền, trả tiền để mà cảm thấy nó có giá trị. Trả tiền để cảm thấy nó có giá trị. Và một trong những cái mà nó cost mọi người nhất nha, là những cái mọi người không biết. Những cái mọi người không biết chứ không phải những cái mọi người biết. Yeah. Let's say thu nhập của em là, let's say là 50 triệu đi. Right. Và tiềm năng thu nhập của em là ví dụ là 200 triệu. Thì cái mỗi tháng cái cost của cái chuyện mà em không biết làm thế nào để kiếm 200 triệu đó là 150 triệu. Đúng không? 150 triệu nhân cộng dồn rồi. Nó sẽ khiến cho cái chuyện mà em trả tiền vài triệu cho một cái cost nó nhanh hơn rất là nhiều. Và cái việc đó là anh cũng biết được nhờ học khóa học. Đúng rồi, tại vì anh bắt đầu anh nhận ra tao không có suy nghĩ về cái chuyện là tao tốn bao nhiêu tiền nữa, tao cần phải biết vài cái gì đó để mà tao làm. Một khi mà anh trả tiền thì anh nhận ra những cái đó, xong mà anh tiếp tục trả tiền. Tại vì em phải trả tiền để em biết được cái mà em không biết. Em hiểu không? Em phải trả tiền để em biết được cái mà em không biết. Chứ còn nếu mà em đã biết là em không biết cái gì rồi thì em đã lên trên YouTube em coi cái mà em không biết đó là cái gì rồi. Đúng không? Nó có một cái câu tiếng Anh là where the attention go, the money flow. Tức là attention ở đâu thì tiền ở đổi về đó. Nhưng mà điều ngược lại cũng đúng. Where the money go, the attention flow. Tức là bạn trả tiền cho cái gì thì bạn sẽ pay attention cho cái đó. Bật mí với mọi người, coi lại cái khóa học của em thì đã 3 lần cho mọi người. Okay. Thì cái số 1 của show chưa kịp đặt tên thì đã dừng lại ở đây. Nếu mọi người có một câu hỏi nào đặc biệt hoặc là muốn hỏi gì anh Huy Đào và muốn mà học tập dẫn thì mọi người có thể drop cái comment ở dưới này nha mọi người. Mọi người có thể đặt tên cho show, đặt ở phía dưới, mình thấy hay thì mình sẽ lựa chọn, còn không thì nó sẽ là tiếp tục là chưa kịp đặt tên. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở episode tiếp theo.